Xin chào mọi người nhé. Hôm trước thì cái video mà em đi lắp cái con camera HC2 ở đây này, thì cái trong cái lúc mà lắp đặt ấy thì cũng không thao tác được cho anh em để anh em có thể cài đặt được ở trên điện thoại của mình. Đây là một video dành cho những anh em nào mà muốn mua cái thiết bị của Viettel là camera HC2 hoặc là camera HC3. Anh em có thể tự cài đặt và lắp đặt được cái camera của Viettel. Đối với cái dòng camera của Viettel này thì nó cũng tương tự như các cái camera khác của EZ này hoặc là của iMount. Thì anh em cũng theo từng bước. Cái này nó cũng cài khá là đơn giản. Đây là một cái cam này, còn đây là cái chân đế cho anh em để anh em vít để bắt cái cố định cái camera này. Ở trong này nó sẽ có đầy đủ các phụ kiện bao gồm là ốc vít này để anh em bắn cái chân đế này lên, một cái adapter 5V 1A. Anh em có thể dùng cái sạc của mình nếu mà chẳng hạn như sạc điện thoại của mình để có thể thay thế cái adapter này nó bị hỏng. Một cái dây dây nguồn. Đấy. Ở đây thì anh em nếu mà anh em kéo xa thì kéo xa khoảng độ tầm hơn 10 mét thì anh em nên dùng thêm dây điện nhé. Dây điện cho mình cắm vào đây. Còn nếu mà dưới 10 mét thì anh em ở đây anh em cắt ra đây anh em nối này, hai đầu giống nhau là được. Hướng dẫn anh em cách để cài đặt cam HC2 này. Việc đầu tiên của anh em là trên CH Play hoặc là App Store thì anh em tải cái phần mềm VHome này về này. VHome. Đây anh em lên CH Play tải VHome về nhé. Đây, phần mềm VHome. Cái phần mềm VHome mà nó ghi là Smart, Viettel Smart Home này này. Còn mấy cái Viettel Home này không không đúng đâu anh em nhé. Cái VHome ở trên này này. Đó. VHome này. Khi mà đã tải xong ấy thì anh em nhớ đăng ký. Ở đây thì anh em bấm đăng ký ở đây. Anh em chọn ở đây là Việt Nam này. Chọn Việt Nam. Xong bấm kế tiếp. Bấm đồng ý. Trên này là số điện thoại di động. Anh em nhập số điện thoại 0965 54 38 28. Tạo cái mật khẩu này. Thì cái mật khẩu của phần mềm VHome anh em phải sử dụng là chữ hoa, chữ thường và số. Ở đây ví dụ em hay đặt là Hòa Bình A+123. Ở bên dưới nó ghi là xác nhận lại cái mật khẩu mới của bạn thì anh em vẫn đánh lại cái mật khẩu như lên trên nhé. Hòa Bình A+123 này. Xong anh em bấm lấy mã xác thực. À không 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 trùng khớp. Phải đúng đúng cái ở trên nhé. 1 2 3 này. Hòa Bình. A+123, bấm lấy mã xác thực. Ơ sao lại không trùng khớp nhỉ? Số đăng ký đã được đăng ký. Số này thì em đăng ký rồi anh em ạ. Thì khi mà đăng ký lấy mã xác thực có một cái tin nhắn của VHome nó về thì anh em nhập cái mã xác thực đây vào. Khi mà nhập xong rồi ấy thì anh em nhập vào, nó sẽ cho vào truy cập vào cái trang chủ luôn. Ở đây là cái tài khoản này là em đăng ký rồi, bấm đăng nhập. Khi anh em cài mới thì anh em ở trên cùng, dấu cộng ở trên cùng. Anh em bật vị trí lên đây nhé. Vị trí của điện thoại lên đã. Xong rồi anh em bấm vào đây. Bấm dấu cộng. Dấu cộng trên cùng góc bên tay phải. Cộng.
xong rồi lật cái mặt sau lên. À đây anh em phải cắm nguồn vào đã nhé, quên cắm nguồn. Ở trên này nó có cái ni lông ở đây, thì khi nào mà anh em đã lắp xong rồi thì anh em bỏ cái ni lông này lại nhé, không ấy ban đêm là nó chiếu hồng ngoại vào đấy là nó cam này không, nó xem là mờ tịt. Để khi nào đèn xanh thì anh em sẽ thực hiện quét mã QR. Cái này nó cũng cài cũng đơn giản. Chỉ có một số các tính năng thì tí nữa em sẽ hướng dẫn. Khi nào đèn xanh ở đây thì anh em sẽ thực hiện quét mã QR. Còn nếu mà anh em nào mà camera đã cài rồi thì anh em thực hiện reset ở đây. Reset thì anh em kéo cái mắt lên này, đẩy cái mắt lên này. Cái phím reset ở đây và cái phím à cái khe thẻ nhớ ở bên này. Anh em cho thẻ nhớ vào đây nhé. Đăng nhập xong, anh em kết nối wifi này. Bật định vị của điện thoại lên. Bấm dấu cộng ở góc. Chờ đến khi cái đèn ở trên camera xanh thì thực hiện cài đặt. Con này hình như là cài rồi hay sao ấy, chắc phải reset lại rồi. Con cam này đã cài rồi anh em, cho nên nó vẫn đỏ như này. Thì mình sẽ thực hiện reset lại. Anh em giữ ở đây có độ tầm 10 giây nhé. Khi nào trên cái cam mà nó phát ra tiếng là thực hiện reset. Đấy, đây đây. Đấy là thực hiện reset thành công. Anh em lưu ý khi mà lắp đặt thì anh em đừng vội bóc trước cái màng màng ni lông ở đây. Tránh trường hợp mà anh em đang bẩn tay ấy, hoặc là anh em cào cào vào xước mất cái mặt này. Rồi, khi nào đèn xanh thì anh em thực hiện đấy nhá. Bấm dấu cộng này. Dấu cộng trên cùng góc bên tay phải. Rồi, anh em quét mã QR. Ok. Anh em kích vào thiết bị đã bật nguồn, xong bấm bấm kế tiếp. Kích vào cái đèn báo nhấp nháy màu xanh. Bấm kế tiếp này. Ở đây ví dụ ở đây là cái mật khẩu à cái camera à cái wifi. Nếu mà anh em là có mật khẩu thì anh em đánh mật khẩu vào. Ở đây thì cái wifi này nó không có mật khẩu cho nên bỏ qua. Bấm kế tiếp luôn. Ở đây là kết nối đến cái thiết bị V-Home. V-Home sử dụng một wifi tạm thời để kết nối với thiết bị. Anh em bấm kết nối. Ừ. Khi nào mà cái cam nó chạy phần trăm này sẽ được. Chạy 100% anh em sẽ sử dụng được. Đã kết nối mạng, đăng ký thành công trên nền tảng V-Home, đang liên kết tài khoản. Thử lại. Hôm nay phần mềm V-Home này nó lỗi hay sao? Mọi lần cài một tí là xong, nhưng hôm nay hình như tài khoản V-Home này nó bị lỗi. Mất mạng hay sao?
Mất mạng anh em. Mất mạng wifi. Đây có lại rồi. Mạng ở đây cách hơi xa cho nên là đăng ký là nó hơi khó. Sáu một hai bảy nó đã thêm vào trong này rồi, một phần mềm nó lỗi. Mọi lần cài một tí là xong. Tìm series này 6127. Đây anh em nhé, lúc nãy là cài nhưng mà cái phần mềm về home nó đã bị lỗi, bây giờ vừa mới có lại. Anh em kích vào về home này, đây là cái con mà vừa mới cài xong lúc nãy. Ở đây có cái video mã hóa ở đây ấy, thì anh em bấm vào cài đặt nhé. Sau em kích vào cho phần mã hóa hình ảnh này, anh em tắt nó đi, tắt đi, tắt đi sẽ thì về home sẽ ở đây, họ về home gửi cái tin nhắn này 6071 6071. Anh em tắt đi thì cái các máy khác mà anh em chia sẻ lại ấy, thì nó sẽ không không phải cần phải nhập, không cần phải nhập cái mã hóa của cái camera nữa. Đây anh em muốn đặt tên này. Đây, tất cả những cái cài đặt nhé. Giới thiệu qua anh em cái cài đặt của nó này. Anh em bấm vào hình bánh răng ở trên này. Ở trên ghi là HC2. Anh em có thể đổi tên camera nhà lưu lại. Âm thanh, nếu anh em muốn nghe âm thanh thì anh em bật cái này lên nhé. Muốn tắt thì kích vào. Bật này. Đèn trạng thái này. Đèn trạng thái chính là cái đèn này. Đấy, đèn xanh nhấp nháy này. Ánh sáng hồng ngoại. Anh em mấy cái này thì anh em cứ để nguyên như ban đầu nhé. Chỗ cái thông báo báo động này, anh em muốn thông báo thì anh em bật cái này lên. Đấy, tắt đi này. Cái mũi giờ, anh em lưu ý nó đúng giờ thì mà của mình ở đây là cộng 7 Bangkok Jakarta này. Định dạng ngày anh em nên để là DD MM II. Ví dụ anh em mà lắp ngược
camera như này, thì anh em lật ảnh ở bên dưới. Đấy, thế thôi, nó có mấy cái chức năng như vậy. Còn tắt tiếng đi các nhỉ. Đây là cái lịch sử video này. Lịch sử video. Anh em kích vào chỗ phần thẻ nhớ nhé. Chọn ngày ở bên dưới. Chụp ảnh màn hình này, ghi âm này. Đó. Xem trực tiếp này, quay này. Quay nghiêng này. Đấy, nó sẽ xoay cái đây, anh em thấy không? Đấy, nó quay này, đấy, đấy. Giữ đây. Đấy. Nếu mà anh em cho nó để tự động thì nó sẽ di chuyển theo chuyển động. Đây, kích vào đây. Đấy. Nó nghe thấy cái tiếng của mình là nó sẽ quay lại. Đấy. Anh em muốn tắt thì anh em cứ bấm vào đây. Đàm thoại này. Nói chuyện qua cái cam này. Alo. 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 Về cái độ phân giải. Độ phân giải. Anh em để là Ultra HD nhé. Nó sẽ nét nhất. Đấy thế thôi. Cài cái này cũng khá là đơn giản. Một cái nữa là anh em muốn chia sẻ cho người khác thì anh em cũng phải đăng ký một cái tài khoản VHome. Rồi anh em bấm vào hình chia sẻ ở trên cùng này. Anh em nhập số điện thoại vào đây. Ví dụ nhập cho cái số này này. Quyền. Lựa chọn tất cả, anh em kích vào lựa chọn tất cả xong bấm hoàn thành. Ở cái máy bên kia thì anh em thực hiện chấp nhận cái chia sẻ này là được. Đó. Trên đây là toàn bộ cái quá trình mà cài đặt một cái cam về home. Đó. Xin chào anh em nhé.